Rồi. Dạ cái nhà nghe bên đây mình làm nổi cua đồng như cái nhà. Rồi review cái mâm hải sản lẩu cua đồng đi. Đây, mâm hải sản lẩu cua đồng là có tôm, mực, cua, nấm chim chăm. Cùng bí. Cùng bí mướp. Bí mướp rồi nghe cả nhà. Đó. Đây rau ăn kèm nha cả nhà. Ăn với bún. Ăn với bún luôn. Mình chuẩn bị mình làm cái riêu cua nghe cả nhà. Đập trứng vô nha cả nhà. Đây riêu cua mình nấu sẵn, mình vớt sẵn nha cả nhà. Đập trứng lên quậy để lên mặt nha cả nhà. Trứng nè. Đó, đỡ mặt cái mình đi hấp lại nha cả nhà. Rồi quậy ra đi em. Đây là lẩu cua đồng nha cả nhà, hôm nay làm lẩu cua đồng nha. Lẩu cua đồng. Đó càng cua. Chà bá luôn nha cả nhà. Đây càng cua càng kình luôn nha. Đấm kim châm nha cả nhà. Quẹt luôn ha, lấy nguyên. Quẹt luôn. Đấm kim châm đậu hũ luôn nha cả nhà. Ừ. Ê. Sao mới đó vậy? Ừ. Rồi, đúng rồi. Rồi đó, lấy cái giá. Đây. Đúng rồi. Rồi đi hấp nha. Rồi bỏ vô gì hấp ấy đi, hấp cái da miếng này chứ. Đây lẩu cua đồng đây nha cả nhà. Ừ. Rồi mình hấp thịt cua xong mình để lên mặt quay cả nhà xem nha. Đây có trứng nữa nha. Đó mình đi hấp nha nha. Rồi hấp đi. Lẩu cua đồng. Tôm rồi mực rồi đậu hũ luôn nha nha. Nấm rồi nha. Đây bông bí rồi. Nên là món lẩu cua đồng. Đây mình đang nấu lẩu cua đồng nghe cả nhà. Lẩu cua đồng có bắp nữa nha. Đây. Bắp với củ sắn luôn cả nhà, nấu cho ngọt nước nghe cả nhà. Nhà thấy ngon nhớ cho mình một like và đăng ký kênh nha cả nhà. Đặng mình ra tập tiếp theo nha cả nhà. Rồi mình làm từ tập cho cả nhà xem cho dễ nha. Đây chuẩn bị mình hấp cua nha. Hấp riêu cua. Đẩy hả? Đẩy đẩy lên rồi. Chào cả nhà ở đây. Miền cái mẹt hải sản ngon cả nhà. Lẩu cua đồng. Bằng Mỹ luôn nha cả nhà. Này rau dành vườn luôn nha cả nhà. Cả nhà nhớ thấy hay cho mình một like nhé, đăng ký kênh nha cả nhà. Đang làm clip khác nha nữa nha cả nhà. Ra tập tiếp theo nha. Đây chào cả nhà nha. Đây là cái chuẩn bị làm lẩu cua đồng nha cả nhà. Đây. Riêu cua mình hấp chín nha cả nhà, mình để trứng luôn nha cả nhà. Để cái dĩa cái mâm này luôn nha cả nhà. Đây mình cắt ra nha. Cắt ra rồi mình để lên cái mâm nghe nha. Đây riêu cua. Cua mình hấp nghe nha. Đây. Đó, hấp dẫn luôn.
nó như cua nó lặt lại. Có con gùi sao nó ham da hoài. Quá ngon luôn cả nhà ơi, nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Nguyên một mẹt hoành tráng. Rồi. Đó lát mình ăn nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Mình làm xong rồi mình chuẩn bị đem ra dùng nha mọi người. Đây lẩu của đồng mình đã xong nha cả nhà. Chuẩn bị mình đem ra mình dùng nha. Quá ngon luôn. Nguyên cái mẹt tà bá mình ăn chung với bún nha cả nhà ơi. Rồi. Nước súp. Rồi để miếng gỗ này luôn. Để này tao bỏ thêm nha cả nhà. Nhớ thấy hay cho mình một like và đăng ký kênh nha cả nhà. Chuẩn bị đem ra ngoài. Rồi, chào cả nhà luôn nha. Đây, lẩu của đồng mình nấu đã xong nha cả nhà, mời cả nhà dùng với mình nha, với đại gia đình của mình luôn nha. Rồi, ngoại chào cả nhà đi. Rồi. Hai vị đại nè, bà Út nè, bà nội chào cả nhà đi. Rồi. Mời cả nhà dùng lẩu của đồng với đại gia đình nhà mình luôn nha cả nhà. Đây. Đây, lẩu của đồng đây nha. Đây, đây. Bị bỏ đậu hũ kêu cua vô đi bà ngoại. Đây lẩu của đồng nha. Nước mắm nha. Thơm mực. Đổ vô, đổ vô đi nha. Cho chúng em tin ơi tin ngồi vào chỗ nào để chúng em nè. Cua nè. Xin qua ngồi. Xin qua ngồi nó đi chọn chỗ chúng em. Nhiều cua nha cả nhà. Càng cua luôn nha. Đây mực. Thơm luôn nha. Đồ hũ nấm rồi đó, để vô hướng miếng miếng đi. Đó, chả cá luôn nha. Mời cả nhà ăn chung với gia đình mình nha cả nhà. Nếu hay cho mình một like và đăng ký kênh nha cả nhà. Đây lẩu của đồng đồng quê nha cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà ăn miếng đi, bún trước đi. Cả nhà ăn bún với gia đình mình nha. Chờ chút chín đi mình ăn nha. Điện thoại quay hay mời nha cả nhà, cũng thông cảm nha cả nhà. Ủng hộ luôn, có tiền mua điện thoại máy. Ủng hộ. Ủng hộ cả nhà ơi. Chị Đại ăn bắp luôn nha. Ngon không? Ngon. Cái này không bán rồi. Không có cắt. Dưới kia cắt, dưới này không cắt, dốc không cắt. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Ngon cho mình một like nha cả nhà ơi. Ê. Để ra cho có màu xanh nha. Đây ngon thật được. Nó có màu. Ủa là chị Đại ăn bắp dữ ta. Mê bắp mà. Ăn cua đó hả con? Đà hả? Lấu này đậm đà đậm mà. Cả nhà ơi. Nó nói là hay lúa. Nó biết không kêu ăn kêu nó cũng cả nhà không. À, bình thường đó bình thường đi, cái này là không có không có đăng. Chụp hình thôi cái này quay hồi đăng tiếp tớp ghép nhạc chứ. Chứ mình là mình đâu có nói gì vậy đâu. Nó nói vậy nói đừng à. Mấy thằng này nó đã khổ quá. Mời cả nhà đi nha. Bà nào gấp lên thả bắp cho nó gấp lên mời cả nhà dùng. Cả nhà ơi. Ăn cái gà hủ ngon cả nhà ơi. Ăn như mình nha cả nhà. Không có được. Ngon quá cả nhà. Miếng này
Rồi ốc ăn đi ốc. Gắp chai nước đi. Cái nhà thấy hay cho mình một like với đăng ký kênh nha cả nhà. Ngon quá, ngon nha nhà ơi. Đây lẩu mình đã chín nha, chuẩn bị mình dùng nha nhà, dùng chung với cái nhà mình nha. Review miếng riêu cua được không? Cho nước mắm. Mời cả nhà ăn miếng cua là cả nhà ơi. Ngon quá cả nhà ơi. Rồi bà ngoại, mời cả nhà ăn miếng đi bà ngoại. Mời cả nhà ăn bún. Ăn bún. Chị đã ăn hơi bị nóng nhưng mà cũng ghét ăn nha. Hỏi mới được nóng. Ồ, có chị đã nóng ngay lửng luôn. Thấy chưa? Trời trời, hồi xích veo. Mời cái nhà ăn miếng đi em. Mời cái nhà ăn miếng tàu hủi mình. Ăn cơm đi. Đây. Mời miếng mực đi à mợ. Không có cái trái nào nghe. Mẹ con mẹ ăn cái trái này. Sao ăn được chứ. Mực, ăn mực với mình đi cả nhà ơi. Mực với mình nha cả nhà. Ngon. Trả mẹ cái chén rồi. Ăn đi con. Tí ăn cơm không? Dạ. Ăn mình miếng chả nè cả nhà ơi. Miếng cá miếng mời cả nhà ăn bún với con coi. Bây giờ mời cả nhà ăn bún với con. Mời cả nhà ăn bún với con. Mời cả nhà con gấp lên con ăn. Rồi, mời cả nhà cho con gấp lên con ăn. Mời cả nhà đi. Chị đây. Mời cả nhà ăn miếng chả cá với mình nha. Mời đẹp chút đơn. Mời con ăn đi, mời cả nhà ăn với con. Mời cả nhà ăn lẩu cua với gia đình mình nha cả nhà. Miếng chả cá. Nói đi. Mời cả nhà miếng miếng chả đi nha. Chả tôm đi nha. Mời cả nhà miếng chả tôm nha cả nhà. Đi cái chai đi. Mời cả nhà ăn miếng nước luôn nha. Quá ngon rồi cả nhà. Mời làm miếng mực luôn. Mời cả nhà nha. Mực đi. Mực căng. Clip mình cũng dài đến đây tạm dừng nha cả nhà. Nhớ thay cho mình một like đăng ký kênh nha cả nhà. Còn gai video khác nha. Cảm ơn cái dài nha. Xin tạm biệt cả nhà ở đây nha. Nhớ cho mình một like đăng ký kênh nha cả nhà. Bye. 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 Bye cả nhà luôn nha. Anh ơi có thích thì hốt em về.